Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay Servotest xin giới thiệu máy đọc mã vạch DataLogic Magellan 3200VSI. Đây là máy có công nghệ quét bằng chụp ảnh quang học với thấu kính rộng, giải mã chuẩn mã vạch 1D và có thể nâng cấp lên để giải mã 2D. Tốc độ cực nhanh với 39 triệu pixel trên 1 giây, phản hồi quét qua tiếng beep và đèn chớp. Chúng ta chỉ cần đưa mã vạch đối diện với thấu kính là máy đọc mã vạch tự nhận diện. Tốc độ rất nhanh. Máy đọc mã vạch DataLogic 3200VSI phù hợp cho nhu cầu bán lẻ trong các hệ thống siêu thị và cửa hàng hay dịch vụ khách hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video clip.